Chấn động vì bị chồng ghen, người phụ nữ bị tác động dã man bằng mọi vật dụng, có nhiều vết thương bầm tím trên khắp thân thể. Điều khốn nạn hơn là con gái của chị mới 9 tuổi mà cũng bị tác động không thua gì mẹ. Vụ việc vừa xảy ra tại Chợ Mới, tỉnh An Giang. Theo như lời chị kể, chị bị chồng mà hành hung rất nhiều lần, có lần bị gãy cả xương sườn số 7. Và lần này, may mắn chị đã trốn thoát khỏi tay người chồng tàn độc này và được người nhà đón về. Sự việc thật sự là rất đau lòng khi nhìn trên những vết thương chằng chích trên cơ thể của chị, ai xem mà cũng rơi nước mắt. Và sự việc ra sao, trường mời cả nhà cùng xem tiếp video. Gãy vết xương. Lần sau thì cũng đánh nhập đôi vậy nữa mà nó không sao. Nhưng mà mặt mày đồ nó sưng hết trơn, bạch lưng đồ đau lắm, ngồi không nổi. Một bữa mà thở như trái tim muốn dụng ra. Ủa sao con cũng bị quánh vậy? Thích con này quá trời luôn nè chú. Trời ơi cả nhà, trời ơi. Nè đánh con bé chung được lắm. Nói chung là mình thấy là làm gửi em rồi không? Sao vậy chị? Em là em của chị. Cái này chị ruột. Chị ruột của em. Ơi quá trời, mình mãi không có chỗ nào chấp luôn đi chú ơi. Nhập viện cũng được. Quá trời luôn. Ê chị sao mà bây giờ chị thấy trong người sao mà bây giờ mình đi bệnh viện được không chị? Đúng rồi mệt. Cái lưng coi con dây lưng cho chú coi con. Ngồi chị cho chị đi. Con trốn mất một đêm mới vô ông công sáng mới về đó. Sáng về được đó. Để nó quýnh cái thằng mà xe ôm chứ muốn chết chảnh kèo đánh thằng xe đô ôm không cho chở mà. Không cho đỡ. Trời ơi cả nhà ơi. Đích con đồ dữ lắm luôn á, không có chạy ra được, dữ lắm. Cái này dòm giống y gan như chị Giao vậy đó. Y gan như chị Giao luôn. Là hai mẹ con hả? Con gái. Con gái. Đây con gái đây chú nó nghe nè. Chị ngồi quay lại. Con mình tắt quạt xíu được không con? Để em chờ đợi hôm nay con ngồi xuống con quay ra đây con. Quay tóc dài sợ con. Quay ra đây nè con. Để mình hỏi thăm xem cái sự việc như thế nào mà mẹ con của chị này ra nông nỗi như thế này ha. Dạ. Hồi tối nó ngủ ông cống nè. Hồi tối á là con đi cùng với em trai của chị đây nè. Dạ. Là con có nói á là anh giữ chị lại đi rồi để em qua tại em nhà con có xe. Dạ. Đó con nói để từ con qua đó là chắc khoảng hơn nửa tiếng. Đó con mới TikTok chạy qua thì cái cấp đó anh nói là anh kêu xe ôm là chạy ra tới ngã ba Lô Tẻ. Dạ. Đó khi mà con tới nơi con điện nói bà chị là bà đi đâu mất tiêu. Nó nói cái đầu nó nhức quá trời, tự nhiên nó không biết gì nó đi ra luôn. Nó đi đại luôn, ngủ ống cống đó, gần ống cống nó nói vậy gần cầu á. Thôi để mình tiếp xúc với chị để cái sự việc như nào để đưa chị đi bệnh viện liền chứ không rồi cái tình trạng này không được. À, chị, cái sự việc của mình như thế nào vậy mà chồng chị quánh hay là như thế nào mà ra nông nỗi như thế này? Cô im đi, để cho chị kể nè. Không, để chị bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại chị nè. Con uống nước rồi. Cho chị uống nước. Cho chị ai uống đây? Nước lên trước nè. Bây giờ mình nhìn thấy cái gương mặt của chị. Nó có những cái vết bầm á. Ở trong cái mắt của chị hình như là cũng đỏ lắm. Chị đúng quá, chú để cho người ta không có giờ, không nói gì, không thấy. Không có coi kiến. Không coi kiến, không biết gì đúng không? Má con nhau con nhìn nó có cái giống như là cái bóng đen. Nó thấy bóng đen. Là sao chị? Mắt con này nhìn thấy bóng đen không? Ý là bây giờ là chị biết đây số mấy không? Cái số nhưng mà những nhìn thấy bóng đen. Nhìn chị nhớ thấy bóng đen hả? Dạ. Vì bây giờ thì chị bình tĩnh lại kể cái sự việc cho tụi em biết nha. Coi mình có cái hướng giải quyết nào. Tại vì bây giờ hiện tại là mình để cho chị nằm đây cũng không được. Tại vì bây giờ là cái khuôn mặt này là nó rất là nguy hiểm rồi. Thì cái sự việc như thế nào chị có thể là kể cho mọi người biết được không chị? Thì hai chồng sống rồi cái ghen ảnh giống như ảnh nhậu như kéo bạn bè về nhà nhậu xong rồi ảnh về nhà hàng xóm nhậu xong cái ảnh nói là hồi đó mà mày ngủ với thằng bạn tao một đêm hay gì cái ảnh quýnh à vậy đó. Rồi về đây cũng vậy nữa, rồi ảnh quýnh sợ quá, chị đây ở với con nè. Xong cái hỏi em là có ở với thằng nào không? Em nói là hồi giờ em không có ở với thằng nào hết trơn, em về nhà em dưỡng thương.
cái quay lại nó nói con, nói em á, nói con em á là sống mẹ con kể hết trơn rồi, con khai thật ra cho ba biết đi. Cái con em nó khai ra, nói mẹ ngủ với thằng đó đó vậy đó, mà em không có ngủ với ai hết trơn, em không có làm bậy gì hết trơn, không dẫn ai về nhà hết trơn. Nhỏ này sợ bị quýnh rồi nên nó mới khai ra, nó nói mẹ mày khai hết trơn rồi mà mày không khai hả, tao không khai tao quýnh mày. Cái nó có rồi chị cho em hỏi là chồng chị quýnh như quánh chị như vậy á, thì dùng bằng cái gì để quánh chị? Dùng tay, dùng chân, dùng chổi, nói chung nhà có gì quánh đấy. Cái mà những cái vết bầm mà em thấy là hai bên gò má dưới đây là từ cái gì trước đó luôn, cái đó là vết cũ đi, hả? Đi bệnh đúng rồi, đi bệnh viện 3 triệu mấy rồi. Là thường xuyên quánh chị hay là sao? Dạ đúng rồi. Là một giống như kiểu là một tháng như vậy thì thường là quánh chị bao nhiêu lần? 3-4 lần. Một tháng quánh 3-4 lần mà đi một vậy? Lần là có giống như thế này không? Một lần thì nó như vậy đó, tức là cũng quánh nặng như bây giờ nữa hả? Dạ. Còn ở trên cái khuôn, riêng cái khuôn mặt của chị ở trong người thì có những vết bầm hay là những vết gì nữa thêm nữa không? Có. Nước trước đó gãy vào sườn nè. Rồi xong rồi giờ đánh thêm nữa. Là trước mắt là cái bay sườn của chị là bị gãy. Còn ở phía sau lưng thì hồi nãy là em thấy là nhâm nhút hết trơn vậy. Đúng rồi. Đánh bằng móc rồi chổi rồi trời ơi, với lại cây móc hả? Móc gì vậy? Móc hơi đồ, cây chổi. Rồi xuống ấy đất. Cái gì cô? Xuống ấy đất rồi đó. Xuống mười xúc đất rồi đó. Này không có còn cái chỗ nào hết trơn, lưng mộng gì đâu, không có còn chỗ nào. Khách bánh dưa hôm nay lưng nữa nè, lưng nó quá trời luôn. Phải về để phương bến thì phương bến mới được. Địa chỉ của thằng đó là báo công an nghe đó. Có nãy hai lưng nè, nay không còn. Chút mắt là họ sẽ chở chi lên bệnh viện. Tâm ơi tâm. Lấy cái mà. Thằng len xúc đất rồi đó. Đánh len xúc đất sao chống nổi. Nè. Nói chung là những cái hình ảnh này là mình không dám quay gần. Có nãy hai. Lấy thiên lợi thương tật nó đi mới được. Đúng rồi. Con nhỏ bé nãy hai. Bé 9 tuổi còn. Trời ơi, con bé 9 tuổi kìa. Quá trời luôn. Nó quýnh hai mẹ con luôn chú ơi. Giò mà chắc lên sườn biết có sao nữa. Rồi ba con quánh con như thế nào vậy? Móc. Hả? Móc. Bằng móc hả? Cái gì nữa con? Quánh cái gì nữa? Chổi. Chổi. Rồi con có la làng lên không? Ủa cái lồng mũi của nó là ba con quánh bằng cái gì mà giống như nó bị vậy? Móc. Giống như nó bị gãy đó. Gì? Tết môi luôn hả? Đánh hồi cái thương cũ á, đánh lúc mẹ gãy ba hai cậu ba con mới xương đó. Đánh tết môi rồi á, một lần rồi đó. Đánh mẹ nó gãy ba cậu rồi, sợ không? Đánh bé này cũng tết môi hoài luôn lắm. Sợ hả? Nó hết nói chuyện được. Nó giờ nó sợ đó. Nó hết dám nói luôn. Nói chuyện ngồi đi, chuyện ngồi đi, chuyện ngồi bình thường đi. Ý là ba của con á là nói với con như thế nào mà lại con khai với ba con như vậy? Con sợ hay sao? Là sao con nói đi? Nó hả? Nó đang sợ. Không, bây giờ con về nhà ngoại rồi, con thấy yên tâm ha, về nhà của mình rồi. Mẹ đâu có làm gì đâu, con nói đi. Nói đi con. Quên. Không phải là bé quên đâu, bé nhớ toàn bộ hết. Nhưng mà nó nói không được, sợ. Nhưng mà nó sợ, nó đang sợ. Ba nó quánh nó cỡ đó thì làm sao mà nó không có sợ. Thì người nó toàn thân người này nọ không. Con Hiếu này cũng nhiều lần lắm rồi, đánh nhiều lần lắm. Đánh là chẳng gọi là gãy ba cộng bên sườn số 7 đó, là về nhập viện là chính là hai phải đi lo bệnh cho nó nữa đó. Cái hồi tối rồi con bé này bị đánh lần liền chị, luôn. Chị, hồi tối là chị đi đâu mà tụi em đi tìm cả đêm vậy? Tối chị qua phà. Qua phà chị lấy đồ rồi ông kia ông chở. Ông chở ngang chỗ đó rồi chồng chị gặp. Đặt xong rồi chị kêu ông nó dừng lại xong rồi chị nghe chồng chị với ông nó đánh nhau rồi. Cái nhà kế bên đó thưa công an đi quýnh ông nó gần chết rồi mà chị trốn mà chị quýnh
chị trốn rồi. Nếu mà chị không trốn, ông không quýnh, ông sẽ công an thì cũng giờ này chị cũng về. Ý là như hồi tối là chị không trốn được, là cho tới ngày hôm nay là chị không có về đây được hả? Là chị suy nghĩ vậy hả? Tại sao chị lại suy nghĩ vậy? Tại anh chị điên vậy là anh suy nghĩ là chị đi đâu, đi ăn tuôn này kia là... Vậy là hồi tối chị ngủ ở đâu? Ngủ gần chỗ mà giống như vách nhà của người ta đó, rồi nằm đại cái vỉa hè mấy mà. Đó vách nhà vậy đó, rồi nằm đại có mấy cái ống tròn tròn để chừng 5-6-7 ống gì đó, rồi hai mẹ con nằm. Ủa tối chị nằm ở khúc nào vậy? Nằm ở gần nhà cơ hội luôn á. Của ông cậu hả? Ừ. Mà tối tụi em đi vòng vòng đó không thấy chị. Chị trốn trong cái chỗ hậu hốc đó rồi sao thấy một chỗ đó mũi không mà. Hai mẹ con cứ nằm đại sợ không có dám ra sợ thấy chạy tới rồi. Chị luôn thấy là hai mẹ con chị không sống nổi đâu. Ý là nếu như mà hồi tối mà chị thấy chồng của chị là coi như là chị sẽ không có về đây được. Dạ anh xỉn rồi. Nhậu rồi. Thôi. À chỉ nhậu thôi hả? Nhậu rồi đánh đánh. Mà hồi tối là ông đi từ bên ông đi qua phà luôn hả? Kiếm chị luôn hả? Ai? Ông chồng chị á? Không có. Ông giống như chị đi ngang nhà vậy nè. Rồi ông đang đứng đây. Cái ông xe ôm ông chạy ngang ông thấy chị cái mắt lại nói chú đừng cái đứng là dừng lại chạy xúc xíu đó đi xíu nữa dừng lại cái chị trốn trong bụi lùm cái ông đó ông đứng đó hồi đi đánh ổng rồi cái nhà hàng xóm nó kêu cùng ăn đi để mà quýnh ổng chết nghe vậy rồi cái chị cứ trốn. Ý là cái anh xe ôm nó cũng bị quánh luôn đó tao. Tức là những người mà liên quan tới chị mà dắt chị đi là đều bị quánh á. Nó không cho chở đi á. Phải vậy không chị? Mà quýnh chị ngoài đường vậy. Ngoài đường xe đã ôm đồ có mượn mạng. Không ai dám binh chị. Kiểu cấp đó nó có rượu rồi phải không? Đó là khuya rồi à. Không ai binh chị luôn hả? Rồi nó hành mẹ với cha cho vậy. Hồi bây giờ nói chung thấy chị cũng yếu quá rồi. Có lẽ là phải đưa chị lên bệnh viện cơ sở y tế. Chị cho em hỏi là bây giờ là mong muốn của chị như thế nào chị? Cái mong muốn của chị như thế nào? Bình an, mệt. Chị muốn bình an. Còn chị muốn người chồng của chị như thế nào? Muốn anh sửa đổi không? Anh sửa đổi. Con xin lỗi. Chị không có làm gì sai hết trơn mà sao quýnh chị hoài. Hồi đó giờ chị đâu có làm gì sai đâu. Cứ để ép chị nói là chị ngủ người này ngủ người kia. Mà nói với con chị là mẹ mày khai hết trơn rồi mày khai ra đi. Con bé này nó nói ra mẹ như vậy mà thật ra là không có. Con gái này bây giờ con thấy con trong người con sao con gái? Không có. Con có thấy gì? Chuyện đàng hoàng. Có khó chịu gì không? Có đau chỗ nào không con gái? Bây giờ chỉ có đánh gì chỉ không đau hả? Cho nó vô cho nó thấy chứ không có chữa được gì. Nhưng mà người lớn cho nó về đánh nữa đó. Tại vì đánh nhiều lần rồi, đánh gãy ba sườn ba cộng rồi đánh con bé này giờ xích môi mấy lần rồi đó. Mà tha lỗi gì nữa. Con ruột của mình mà cũng dùng không có con ruột. Không có con ruột. Ủa? Cha sao? Cái này là cha sao à, cha dưỡng à. Cái con ruột của người đó à. Không phải con ruột. Không phải con ruột. Con riêng hả? Tập ở. Không có giấy tờ. Con bé này là con sao đó. Con vợ. Ừ, ủa vậy là chị sống với anh sao này bao lâu rồi chị? Gần năm. Tháng 10. Gần một năm hả? Là trong cái vòng một năm, trong cái khoảng thời gian một năm đó thì quánh chị bao nhiêu lần? 4 lần. 4 lần. Mà lần nào cũng giống như này hả? Chị đi nhập viện 2 lần đó. Rồi những mấy lần kia rồi. Mấy lần kia thì quánh đôi rồi cũng uống thuốc, mua thuốc ngoài uống. Nhập viện 2 lần, lần này cũng nhập viện là lần thứ 3. Một năm mà 3 lần nhập viện. Con mắt màu bên đó là cái đó. Nói chung là lần nào là nặng nhất. Lần này thì nặng nhất. Kể cho 3 con mới xuống. Lần đầu
gãy vào sườn. Rồi lần sau thì cũng đánh nhập đôi vậy nữa mà nó không sao. Nhưng mà mặt mày đồ nó sưng hết trơn, bệnh hết trơn, lưng đồ đau lắm, ngồi không nổi. Mà bữa ha, mà bữa mà thở như trái tim muốn dột ra vậy, nó đau, ngồi không nổi. Dạ. Rồi lúc nãy giờ trò chuyện mà vẫn chưa biết tên của chị là tên gì chị nhỉ? Chị tên Nguyễn Minh Hiếu. À chị năm nay bao nhiêu tuổi? 1986. 1986. Còn bé thì tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi chị? Con tên gì? Hả? Thảo Vi. Thảo Vi. Bảo Vi. Bảo Vi, con năm nay bao nhiêu tuổi? 9 tuổi hả? Rồi ba của bé hiện tại, ba ruột của bé hiện tại ở đâu chị? Ba ruột thì thôi rồi, ở trên An Giang. À, là thôi nhau xong rồi về ở với... Thôi thời gian cũng lâu, 7-8 năm rồi mới về ở. Thầy dắt con của mình là ở với cha dưỡng, cha sau ha. Rồi cha sau là... Nó nhớ, nó đòi theo. Nhưng mà cha sau thì thường xuyên hay gánh quánh bé không? Giờ cũng lần hai lần. Một hai lần hả? Mà quánh sao mà để sau lưng không còn một cái gì nữa hả chị? Cái móc rồi đó. Bữa hôm qua lấy dây điện rồi. Cái xối xả nhỏ. Bơ ngoái. Đánh bằng dây điện với móc đó cho bạn mà giờ móc. Nó đau á, rồi... Nói là ba ơi con đau lắm, ba cứ quánh hoài. Mà em thì yếu rồi, em can cũng không được. Dạ. Ở ngoài xích dưới đây, ngoài đây luôn. Bà ngoại. Dạ. Giờ con của mình với lại là cháu của mình như vậy thì bà ngoại cảm thấy như thế nào? À, tối nghe nói là khỏi ngủ luôn đấy. Khóc không mà. Không biết sao con nó không có điện thoại luôn, không biết sao điện mà không biết nó phương trời nào nữa rồi. Rồi là bà ngoại có biết là con mình với là cháu mình là bị quánh tổng cộng một năm như vậy là biết bao nhiêu lần quánh không? Quánh hổm gãy bà sườn số 7 thì nó nằm nhà thương, nó điện nói mẹ cứu con. Con gãy bà sườn số 7 rồi mẹ lên thăm con. Thầy nói trời ơi mẹ đi bán giấy số mẹ đâu có nghỉ ngày nào đâu. Rồi sáng nghe vậy cái trả giấy số lại. Rồi cháu của mình mà để cho người ngoài người ta như vậy thì bà ngoại cảm giác như thế nào? Đau khổ lắm, tại mình chết chứ con mình thấy tội quá. Thấy mặt mày nó mình mấy nó gì về không có thấy tội nghiệp quá trời chịu không nổi luôn. Sao gia đình mình là mấy lần trước rồi sao không có đi báo với bên chỗ cơ quan chức năng đi? Mới thì nó nói gãy bờ sườn, nó đi nhầm viện, nó nói gãy bờ sườn số 7, cái gì nó nói thôi đi kệ đi, cái gãy thì gì lo tiếp cho. Lo xong rồi để cho nó coi có sửa đổi không, nó không sửa đổi sợ nó lợi, nó thằng nó hung dữ lắm. Sợ nó lợi nó bậy bạ nó luôn đó, hung dữ vậy đó, gì nó còn sợ nữa đó. Vậy nó thôi. Ví dụ gì mà bả Hù á, nói ổng hù chị đó, nói hồi hù gì đó. Tao đánh cha mẹ hay cha mẹ mày chết đó. Không nói. Cha mẹ mày luôn. Có sao không? Anh hù sao chị? Nói sao? Nói là hình nó hồn vía vậy đấy. Để cho chị nói cho thoải mái đi. Một là vậy mà hai nữa là hình như là chị đang thương anh đó đúng không? Không, giờ chị không có nhớ gì chứ. Nói chung bây giờ trước mắt để cho ấy chứ giờ mình hỏi chị nhiều quá toàn em. Giờ coi như là mình phải đưa cháu với lại là đưa con của cô đi bệnh viện trước mắt này, ha. Dắt này cứu con lần này nữa thôi mẹ ơi. Nó kêu là nhỏ Út đó. Con nhỏ này thứ tư nè. Út ơi tiếp cho chị lần này đi, chị bỏ chồng luôn chị ở nhà với cưng luôn đó. Nhỏ Út đó nó khóc biết bao nhiêu nữa. Dạ. Nhỏ này thứ tư nè. Dạ. Có ba đứa con gái đó. Dạ. Thằng trai đó hồi tối đi với mấy cậu là thằng đó thứ ba đó, chưa vợ á. Sao người chị ốm vậy chị? Quýnh rồi gãy bờ sườn nó ốm luôn. Bị quýnh à? Bị quýnh gãy bờ sườn đó luôn, tới giờ ốm luôn á. Chưa đó tròn trịa lắm. Suy nghĩ hoài rồi ăn uống không được, rồi bị đánh đau rồi ăn được. Lần nó chọn như nó chứ chị ở cái chòi ngoài đó đó hả? Nhà nó cũng sập rồi, giờ cũng nó sập rồi. Chổi lại ai cũng có chòi như dịch lại đó. Gió dòng á, sập đó rồi. Nhà đó thầm sập vậy đó. Rồi có chồng rồi đi theo chồng. Nhà quá trời. Bây giờ mình đưa chị đi bệnh viện thì để bà ngồi đâu, hồi bà xỉu á. Xỉu đó. Bây giờ lát đi vô bệnh viện là ai đi với chị con? Chắc cô hả? Mẹ đi chứ.
có đi đứa nhỏ có đi có cần đi vô khám không ta? Đi chứ. Có chứ. Ở chỗ này nè, ở chỗ cái lỗ mũi này nè là hình như là nó đang bị quá trời luôn. Có thể là gãy đó. Đánh bằng dây điện lên đất rồi cái lưng nó đạp. Móc dây điện không cái chân nó đạp cái lưng cái nó đau kìa, nó đau kìa. Cái giò đạp lên lưng luôn. Nó nói gì nó đau. Con đau không con? Con đau hả? Tại sao con đau con không nói lên để? Con đau sợ quá đó. Ừ, bây giờ con nói cho chú nghe nè, con đau chỗ nào? Đau trai mà lấy giò đạp lên. Ấy con đau chỗ nào? Ờ, rồi ba con sao? Làm như thế nào? Đạp. Ba con đạp lên con, đạp lên người con. Rồi con la làm sao? Không la. Tại sao con không la lên? Sợ quá. Hả? Tại sao con không la lên? Sợ. Sợ hả? Sợ gì? Sợ ba con quýnh nữa. Con có biết đó là ba dưỡng của con không? Hay là ba ruột? Nó có biết ba dưỡng không? Không. Không có biết ba dưỡng. Không có nói ba dưỡng. Thôi có lẽ là mình sẽ đưa Tâm ha. Đưa đúng đi. Rồi, phải đưa đi bệnh viện sớm rồi đó. Ừ, thấy ba yếu quá rồi. Yếu quá rồi. Vậy cô đi với hai mẹ con ha. Tâm, bây giờ gia đình cũng có tiền bạc đó Tâm. À, đi nhập viện rồi gia đình thì chồng đi để cái gì là tôi bên tụi em cố gắng có hỗ trợ được rồi đấy. Để xem tôi trích cho chị chờ một xíu ha, bây giờ hỗ trợ liền đúng không? Chắc là trích cho để đi nhập viện đó. Đúng rồi đây để tụi em cố gắng nha chị, cố gắng để Tấn cũng xin phép trích một số tiền của các cô chú mạnh thường quân để có thể là giúp đỡ cho hai mẹ con trước mắt, nếu như mà tại vì là bây giờ sợ con bé này bé này nó còn rất là nhỏ tuổi. Người lớn thì còn đỡ chút xíu, con nít nó dễ bị tổn thương lắm. Không dám nói nó đau chỗ nào đâu biết được đâu. Không có vô hả? Tại nó sưng á. Dạ. Tấn xin trích cái số tiền của chị Mai ở bên Úc là 2 triệu. Chị Mai ở bên Úc có 2 triệu với lại là chị cô Thuật 500 ngàn. Là 2,5 triệu trước mắt ha. Để cho chị đi khám trước ha. Dạ. Cảm ơn. Cũng mừng quá coi. Nói chung mình có tiền đó, từ từ đi rồi. Dạ. Hồi tối đi kiếm bệnh viện nữa cô. Dạ. Có sợ chỉ vô. Cho con là nói sợ chỉ vô bệnh viện nữa. À, đây là số tiền 2,5 triệu của các cô chú mạnh thường quân giúp đỡ cho chị để đưa cháu với là chị đi khám trước nha cả nhà. Chứ để mà để như thế này tình trạng bây giờ mình cũng chưa biết như thế nào luôn á. Mạnh thường quân rồi cảm ơn những cô chú trên sân đài đỡ chị qua hoàn cảnh này chứ chị mệt lắm. Dạ thì em cũng nói trước lúc nãy giờ thì tụi em cũng quay phim ở đây là đúng sự thật chị kể ra ha. Dạ chị cam đoan cho tụi em ha, với lại tụi em cũng xin phép đăng tải những cái đoạn video này lên cộng đồng mạng để cho nếu như mà có ai mà giúp đỡ cho chị với là bé có một cái cuộc sống nó tốt hơn á. Với lại là mình có thể là chị có muốn lấy lại cái sự công bằng giữa chị cho con của mình không? Không, chị muốn người bình an, chị không muốn mẹ không chứ. Không công bằng. Còn bà ngoại thì sao? Muốn đặng mà đi tới đó đặng bắt nó, đặng nó quýnh nhiều người lắm rồi. Thấy nghe nói hồi đó giờ nó quýnh nhiều người lắm rồi. Trước đây giờ quýnh nhiều người con không cần biết, nhưng mà trước mắt là quýnh con của cô và quýnh cháu ngoại của cô ra nông nổi như thế này. Cô có giống như là mình muốn để pháp lực can thiệp vào và đòi lại công bằng cho hai mẹ con. Ở đây tụi con sẽ đưa. À, cô muốn vậy không? Cô có muốn gì không? Không cô muốn vậy đó mà. Còn chị thì sao? Không, chị giờ chị muốn bình an, chị sức khỏe chị. Nói chung chị chỉ muốn bình an, chị không có làm phiền đấy. Chị sợ luôn. Còn con muốn sao con? Quá chuyện này nó kiếm sợ nó sao? Hả? Rồi con có muốn bình an không? Rồi con có muốn là ba con không có quýnh con nữa không? Con muốn vậy đúng không? Rồi con muốn ở với ai? Ở với mẹ. Ở với mẹ hả? Rồi thôi thì có lẽ là ha. Rồi, bây giờ mình đưa lên bệnh viện đi. Dạ đi, đi chị. Vậy cô có mình đem theo đồ đạc gì không con? Đem gói. Cái này là nhập viện chắc rồi, mình chắc là đưa lấy theo đi, lấy theo đồ đi. Không, ngoài bệnh viện đó. Đây bệnh viện sao không chị? Ở ngoài Cần Thơ, Phú Cần Thơ bên nè. Đi ra thành phố Cần Thơ ha.